Mira, mira, está muy incómoda otra. Voy por aquí a enojarme y a hacerlo por allá. No tengo un cronella kuvattu. Joo. Tästä näyttää nä mökkikin näpiltä. Oi, että siellä oli paljon. No kuka? Bonne. Ciao! Xin chào. Nè, tụi 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 tháo giày ra con. Bây giờ thì sẽ làm đồ nướng để làm bún thịt nướng mời mọi người ăn bún thịt nướng và làm bún thịt nướng và chả ram hoặc là chả giò đó. Thủy đã làm sẵn chả giò ở nhà rồi, bây giờ chỉ việc chiên lên thôi. Con đi chơi về với papa hả? Con ma poi mia sada veta ya con me me la eta me cotin on aurinko. No. Con el pasto aurinko. Jo nyt on hyvä. Ei aurinko nyt mutta on hyvä. Vähän aikaa äsken jo. Paista. Onko toi on khoác ra? Kêu papa phải ra. Löytyy löytää marjoja. Joo. Hyvä. Nhiều lắm màu đó. Thôi ráng nướng trong một lần nó hơi dày nhưng mà thôi, thôi nướng hai lần đi. Một lần thì nó dày quá. Xong rồi, bây giờ thì sẽ một lò nướng. Còn đây là chả giò thì đã cuốn sẵn và bỏ tủ đá, bây giờ sẽ bỏ vào chiên luôn. Chả giò thì không cần rã đông, có thể chiên luôn á. Bây giờ thì sẽ luộc bún ở bên này, thì mọi người sẽ dùng bún khô như thế này này và luộc lên cho nó luộc lên á, luộc lên tầm 8 phút khi đó thì sẽ ăn được. Rồi luộc nước bún. Ê, bún thịt nướng không có rau. Ê, ole, salati, si tên mình là... Mời cả nhà ăn trưa bún, chả ram, thịt, heo, nước mắm. Ê, ê, mìn tù. Làm cho mẹ ăn cơm mới đã. Làm cho mẹ ăn cơm mới đã. Ok. Ok, làm chơi cho mẹ ăn cơm nè. Dạ. Wow.
Đây là ăn tráng miệng của nhà Thúy. Kem. Kem ăn với trái gọi là trái mọng hả? Tämä on kolme marjaa. Joo, vadelmaa, mansikkaa, mustikkaa. Joo. Cái này là mâm xôi dại Việt quất rừng và dâu tây. Bà ngoại Thái, bà ngoại làm. Vadelmaa, metsä vadelmaa. Joo. Se on hyvä. Makea. Joo, parempi kuin puutarhalla. Joo. Onko gì? Joo, hei, joo, joo. Tämä on tehty sitä vasajan hapolla. Tämä on tehty pelkällä sitruunalla. Mm. Make it differently. We should try also. Mà xúc lại miếng khác đấy. Con ăn đi, ăn này. Con dâu đi. Chị biết chú uống kìa. Chị biết dâu bên này. I will hang this whole way when I go cooking berry. Easier like this. Yeah, when we're traveling, we should have this one. That people cannot steal things from here. Right? But Momo have cool ones. She have army color and smaller. Okay. You should ask her where she buy that. Take a hug. Con đứng lên, đứng lên này. View. View ấy, ai đỡ mà view. We can practice while swimming like this. Qua đây nè.
Oliko paljon lämmintä? Oliko yli 20 astetta? Oliko 40 astetta? Oliko 40 astetta? Trước tại vì xong hơi xong cho em mua anh quan đi thử nữa. Yeah. Ôi giời. Vilcho. Vilcho. Onko sulla kivaa, onko? Onko kivaa siellä? Smell like bacon.